Em tên Linh, em làm nhân viên nhân sự. Em 32 tuổi. 32? Dạ. Cái gì mà non choẹt vậy nè? Rồi, xin chào bạn Linh. Rồi, chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai ngày hôm nay. Xin mời bạn trai. Dạ, em tên Linh, năm nay 35 tuổi, hiện tại là luật sư. Anh tên Linh. Dạ. 35 tuổi. Dạ. Luật sư. Dạ. Còn tôi, Quyền Linh. Bữa nay có một sự trùng hợp là Tam Linh đấy. 30 mấy tuổi mà không lẽ chưa tìm được một người bạn đời nào cho mình à? Trước đây thì em có quen một bạn gái khoảng 5 năm thì bạn gái em đi du học ở nước ngoài thì tụi em chia tay. Rồi hiện tại thì em cũng gặp một số bạn nhưng mà rất tiếc là mình không được như cái người cũ mình mong muốn. Quen nhau chỉ vài tháng thì không được đến nhau. Tức bằng lựa cái người phải giống người bạn cũ. À, nói chung là có một số nét giống người bạn cũ. Ủa tại sao lại như vậy? Tại vì khác nét được không? Tại vì người bạn cũ của em là trước đây là gia đình là người Bắc. Nên là gia đình em cũng người Bắc nên là gia đình em cũng mong muốn là có một người vợ sau này là một người phụ nữ là truyền thống của gia đình. Bạn Linh bạn cũng người Bắc đúng không? Dạ vâng ạ. Ông bạn Linh bên này, Linh nữ, Linh nữ. Bạn cũng người Bắc đúng không? Dạ. À, Bắc là ở chỗ nào vậy? Dạ ở tỉnh Nam Định. Nam Định. Dạ. À, mình nhìn bạn mình có cảm giác bạn giống như là một cái mẫu người phụ nữ Bắc mà truyền thống á, mà mình nghe bạn Linh Nam bên kia cũng nói là thích cái người Bắc mà người có nét truyền thống. À, bạn tự nhận xét về bản thân mình, bạn có thấy mình như vậy không? Dạ có. À, hiện giờ ba mẹ bạn vẫn sống ngoài kia hay trong này hết rồi? Dạ ba em thì đã mất rồi. Còn mẹ em thì vẫn ở ngoài Bắc với anh trai em. À vậy, ủa vậy bạn ở trong này với ai? Em ở một mình á. Bạn ở trong này được bao lâu rồi? Dạ 14 năm. Bạn 30 mấy tuổi có nghĩa là thật ra đối với cái tôi lập gia đình là đã bắt đầu trễ rồi đó. Dạ. Thì bạn có nghĩ là tiến tới hôn nhân liền không? Em nghĩ là quan trọng hơn cả là người phụ nữ phải tìm được người phù hợp thì mới có thể có cuộc sống hạnh phúc được. Còn nếu như chưa xác định được là mình sẽ hạnh phúc thì em sẽ chưa kết hôn cho dù em bao nhiêu tuổi. Bạn nghĩ thế nào về cái suy nghĩ của bạn gái bên kia? Thì nó cũng đúng là nếu như mà chưa kiếm được một người mà nó phù hợp với mình thì khoan nên kết hôn. Còn nếu như bạn không lẽ cũng ở tới già như vậy dạ. Có khi nào hai người 80-90 tuổi gặp nhau không? Chắc là không có. Bạn tìm một người phụ nữ giống như người yêu cũ. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một vài nét của người cũ bạn như thế nào? Cũng khoảng tầm 1m55 thôi. Biết nấu ăn, biết lo cho gia đình, biết có hiếu với cha mẹ. Bạn Linh Nam ơi, dạ. Mình nghĩ là cái quan điểm của bạn bây giờ mà bạn tìm người yêu mà bạn còn phải đặt ra một cái chuẩn giống người yêu cũ thì mình thấy nó rất là khó. Tại vì mỗi người một vẻ, không thể nào như vậy được hết á. Bạn nghe ý kiến của bạn Nam bên kia thì bạn nghĩ như thế nào? Em nghĩ là mỗi người một cá tính. Em tôn trọng cá tính của riêng mỗi người. Vậy thì em nghĩ nếu như mà em chọn một người bên đó làm bạn trai của mình là em phải cố gắng sao để thay đổi giống như bạn nữ trước đây của anh ta? Em nghĩ là em sẽ không thay đổi là bạn Nam nếu như lựa chọn em thì sẽ thích cái sự khác biệt của em hơn người cũ. Vậy bạn Nam bên kia bạn có nhắm là mà có thay đổi được cái gu lựa chọn của bạn không? Nếu mà phù hợp với mình thì mình có thể thay đổi để làm sao mà cho hai người có thể hợp nhau. Nhưng mà có nghĩ là khi mà tìm một phụ nữ mà bạn cứ suy nghĩ là nhớ người yêu cũ hoài thì cái điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, thậm chí cái người mà bạn sắp yêu á, ta yêu bạn nhưng mà ta buồn không? Có thể là lúc đầu thì mình gặp thì mình có thể là mình chia sẻ hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà sau khi mà đã đến với nhau rồi thì mình không nên nhắc lại. Thì vì nhắc lại thì tất cả bới móc lại quá khứ chỉ làm cho hai người thêm đau lòng thôi. Nhưng lúc đầu bạn vừa gặp người ta mà nói phải giống người yêu cũ tôi, người ta đã buồn, cái dấu ấn nó khó phai lắm. Không, cái đó là mình tìm hiểu do bản thân mình tự nhận định thôi chứ mình không nên nói ra. Thì bây giờ đã nói cho bạn bên kia biết rồi đó. Bây giờ mình đã nói rồi, còn tất cả mọi thứ thì do bạn bên kia quyết định. Bạn hơi khó nha, hơi khó nha. Thống, đúng không? Nấu ăn. Dạ. Bạn bên kia quê ở Nam Định, tôi nghĩ rằng một món rất là quen thuộc đó là phở Nam Định. Bạn biết nấu phở không? Dạ em biết. Nấu ngon không? Dạ ngon. Ngon ngon, chắc chắn tự tin như vậy hả? Dạ, vì bạn em đã từng ăn phở của em nấu thì đều khen ngon. Vậy hả? Dạ. Ngoài cái thời gian rảnh rỗi thì bạn sở thích của bạn là hay làm gì? Tụ tập nấu ăn. Bạn làm được tất cả các món ăn? Dạ không phải là tất cả, nhưng mà những món nào nói nếu chung như là em đã nấu thì sẽ là ngon. Nội trợ là tốt. Rồi vậy mẫu người bạn trai lý tưởng mà bạn đang cần tìm là gì? Thích nhất là một bạn vui tính, đấy là cái cần nhất. Có cần thiết ngoại hình gì không? Đừng thấp quá bởi vì em đã thấp rồi nên em muốn một bạn cao. Đây thấp lắm, đây khoảng 1m1 thôi. Bây giờ thì có lẽ tôi sẽ qua gặp cô bên kia xem như thế nào nha. Mình gấp bên đây. Chào bạn. Rất nhỏ nhắn mà rất cá tính. Cá tính quá. Có thì đúng đàng hoàng lấy, không thôi ở mình. Tôi nghĩ là không đến nỗi về đâu. Người càng trai bên đây cũng rất là dễ thương. Rồi. Bạn Nam bên kia bạn không thích cái gì về bạn gái của mình? Không biết nấu ăn với lại nhuộm tóc. Nhuộm tóc hả? Dạ. May quá. Em không thích cái gì về bạn trai của em để chị qua chị coi được không? Em không thích bạn ấy hút thuốc. Và tính nhỏ mọn, tính toán chi ly. Rồi giống như người Bắc thì hay nói là
đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành ấy ạ. Được chưa? Được không? Ở nhà có hay vô bếp đo nước mắm không? Không, chứ vô bếp nấu ăn chứ không đo nước mắm. À, cao ha, cái này cao, khỏi cần đứng lên thấy cao rồi. À, có biết hút thuốc không? Dạ không biết hút thuốc. Trời ơi, mừng quá vậy, thấy cặp này cắt được rồi đó. Thấy cái gì cũng được hết trơn á. Anh nghĩ rằng hai bạn này đồng cũng... Đồng ý, được. Gọi là song linh á, song linh viết gần gần cái chữ song hỷ á, nó hợp lắm á. Được đó anh Linh ơi, rồi, cho hai bạn gặp nhau đi. Để trò chuyện với nhau. Xin mời màn kéo lên. Hai phút bắt đầu. Chào em. Chào bạn. Từ nãy giờ em cũng nghe anh trao đổi một số rồi đó, thì em có muốn gì hỏi thêm anh nữa không? Hiện tại thì em chưa nghĩ ra câu hỏi gì. Vậy thí dụ như mà khi mà em dẫn bạn trai về nhà, mà bây giờ thì em còn mẹ, mà trong trường hợp mà một số điểm nào đó mà mẹ em không đồng ý, yeah, phải không? Thì lúc đó thì mà thế em xử lý thế nào? Quan trọng là em có đồng ý hay không, còn mọi ý kiến khác chỉ là để tham khảo thôi ạ. Gia đình anh thì cũng là người Bắc, nói chung là bố mẹ anh thì cũng khó. Nếu mà trong trường hợp cha mẹ chê về, nếu mà lần đầu tiên dẫn về, yeah, thì hy vọng là cũng buồn. Yeah. Là sao? Gì không hiểu vậy? Tức là nếu mà cha mẹ có chê thì cũng đừng có buồn, bởi vì cha gia đình rất là gọi là khó tính, đúng khó không? Tính, dạ. Khó tính. Bạn thấy sao? Em chưa hiểu rõ lắm. Em là gia đình bạn trai rất là khó. Anh khuyên là em không nên buồn, theo ý là dù cha mẹ anh có nói gì thì em cũng không nên buồn, hay là cha mẹ anh không đồng ý thì anh cũng không đồng ý, nên là em đừng buồn. Không, ý anh nói là anh không phải là anh không đồng ý, mà nhiều khi cha mẹ không đồng ý đấy thì mình giả sử như mình vẫn phải bảo vệ cái quan điểm của mình nên để tiến đến hôn nhân. Ví dụ như theo em thì em có đồng ý như vậy hay không? Cũng còn tùy là khi không đồng ý nhưng mà ở mức là có bị tổn thương đến lòng tự trọng của mình hay không. Nếu như tổn thương đến lòng tự trọng của em thì em sẽ chấm dứt ngay. Anh sống riêng hay là sống cùng với cha mẹ? Hiện tại thì anh đang sống với bố mẹ ở Tân Bình. Nếu như mai mốt mà lập gia đình thì anh sẽ sống riêng hay là sống cùng với gia đình ạ? Anh là con một thôi nên là chắc là về sống chung với lại bố mẹ. Thế em có đồng ý không? Dạ, cái này thì còn phải phụ thuộc vào người bạn nam nữa. Phụ thuộc về vấn đề gì? Nếu như mà em đủ thấy tình yêu đủ sức mạnh thì em có thể làm dâu được. Còn nếu như tình yêu không đủ mạnh thì em nghĩ là em chưa sẵn sàng để làm dâu ạ. Bây giờ bạn có thấy vấn đề gì mạnh chưa? Dạ chưa. Chưa thấy gì hết? Em thấy còn yếu lắm ạ. Gia đình anh khó tính lắm hả? Dạ, nói chung là bố mẹ cũng hơi khó tính một chút. Dạ. Nếu như gia đình anh không chọn cô gái này thì sao? Nếu một khi mà mình đã chấp nhận mình yêu, mình xem cô gái này là vợ, thì mình sẽ bảo vệ cái quan điểm của mình. Và mình sẽ mong muốn là con sẽ lấy cái người bạn này ở với suốt đời chứ không phải ở bố mẹ. Nên là mong bố mẹ chấp nhận cái quan điểm của con. Như đặt trường hợp bạn rất yêu cô gái này, nhưng bố mẹ bạn cương quyết phải ở chung và bạn gái này không thích ở chung. Khó nha. Tôi thấy cá tính cô này hơi mạnh đấy. Nó gặp cái trường hợp này xảy ra thì mình có thể lên mình ngồi lại mình giải quyết là sao cho nó hợp lý. Thôi bây giờ bỏ chuyện gia đình qua bên, cho hai bạn 30 giây nói về chuyện tình yêu đôi lứa hai người thôi. Đấy, đó. Giải quyết vào cái chuyện vấn đề đó đi. Vậy em mong muốn chọn cái người chồng sau này như thế nào? Người đó làm cho em yêu hơn chính bản thân mình. Còn nếu như em không đủ yêu đến mức em có thể yêu hơn chính bản thân mình thì em nghĩ là em không sẵn sàng để yêu. Nếu mà em nói vậy thì cái này phải cần có thời gian. Dạ. Rồi, hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 khắc đếm để quyết định điều này. Xin mời bạn đặt tay vào nút bấm. Trong 3 tiếng đếm rất là khó khăn, nhưng điều gì đến sẽ đến. Và chúng ta sẽ bấm nút hay không bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Tại sao bạn gái không bấm nút? Tại vì em nghe bạn trai nói là muốn tìm một người phụ nữ có những điểm giống như người yêu cũ của mình. Thì em cảm thấy là không muốn là người đến sau như thế, không muốn là một cái bóng của một người nào khác. Còn bạn trai bạn nghĩ gì điều này? Cũng hơi buồn một chút nhưng mà không sao. Tại vì mỗi người có một cái cá tính riêng và quan điểm của mình thì trước sau vẫn vậy. Và bạn vẫn cứ nói thế với một người kế tiếp? Cũng có thể là sau lần này thì mình sẽ rút kinh nghiệm nhé. Cái điều đó thì mặc dù Tường là phụ nữ mà Tường cũng không thể nào chấp nhận được cái điều đó. Cho nên là rút kinh nghiệm lần sau nha. Chứ đối với Tường thì bạn rất là đàn ông, nhưng mà vì có thể cái câu nói đó làm người ta cảm thấy bị chạm cái tự ái. Rút kinh nghiệm lần sau nha. Và chúng ta thấy được rằng là người cá tính khổ hay sướng, quý vị nha, thấy rất là rõ. Và cá tính như thế nào đôi khi chúng ta rất là thiệt thòi. Một chút chia buồn với các bạn, nhưng không sao, chúng ta sẽ là những người bạn rất thân với nhau. Chúng ta hãy bắt tay nhau.